Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng âm ly Samphin. Đó là một thương hiệu khá là tương đối lớn và cũng rất là nhiều những khách hàng cũng như các bạn đã từng sử dụng qua cái thương hiệu này, chính là Atom. Thì Atom thì ở thị trường Việt Nam thì rất là nhiều người biết, từ những khách Việt Kiều nè, thương hiệu này được ở những khách nước ngoài nè, đã và đang sử dụng rất là nhiều. Nhưng ở thị trường Việt Nam thì Atom lại ít hơn so với một thương hiệu khác, đến chính là Denon. Thì cái Denon là một cái âm ly Yamaha, là hai cái thương hiệu này ở thị trường Việt Nam thì khá là được nhiều người dùng. Và lý do tại sao được nhiều người dùng và tại sao cái âm ly Atom lại ít người dùng hơn, và nó có sự khác nhau về cái trải nghiệm cũng như là như thế nào, thì mời mọi người cùng Thiên Vũ sẽ vào một video so sánh thương hiệu, tính năng và phân khúc khách hàng. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là hai dòng âm ly mà đoạn đầu video mình đã chia sẻ. Thì trước mặt các bạn đây thì đây là Denon X4700 và đây là một con âm ly Atom Embry X740. Thì đây là hai thương hiệu khá là lớn, cũng khá là nổi tiếng. Nhưng hình như mình đã có chia sẻ, thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái việc là so sánh về cái tính năng trước, sau đó mình sẽ phân tích cho mọi người sau. Thì về tính năng, các bạn thấy không, về cái mức giá thành ở trên thị trường hiện nay, thì đối với cái con Atom thì nó mức giá lên khoảng tới 50 triệu. Và con với cái một công suất như thế này thì cái Denon X4700 thì nó chỉ khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 30 triệu thôi. Và các bạn thấy không, nó khá là mềm và khá là rẻ. Ngoài việc Denon có một ưu điểm hơn so với Atom là về cái mức giá thành, thứ hai đó chính là cái tính năng. Thì đối với tính năng á, thì Denon nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều tính năng, ví dụ là có khả năng stream được nhạc nè, nhiều ngõ HDMI in đầu vào nè, rồi có thể zoom card qua cũng được nè, e-play qua cũng được nè, có hỗ trợ Dolby Atmos cũng được luôn nè. Đó, mọi thứ nó rất là đầy đủ cho mọi người xài. Nhưng đối với Atom thì sao? Đối với Atom dù có đắt hơn nhưng Atom lại bị rất là về hạn chế là về cái Dolby mà Atmos á, thì với cái accessory mà 50 triệu này thì Atmos vẫn không có một ngõ công suất dành riêng cho công suất, mà chúng ta phải dùng một cái power riêng ngoài. Như vậy là chúng ta phải tốn thêm một khoản chi phí để chúng ta nâng cấp, để nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm với Atom, tăng thêm một cái chi phí mua vào để đánh cho cái hệ thống Atmos đó. Thì mà trong khi đó Denon có mức giá rẻ hơn nhưng lại hỗ trợ luôn cả cái phần công suất của Atmos trong đó, thì mọi người chỉ cần cắm dây thôi, không phát sinh làm chi phí. Thì đó là hai cái mà mình nhìn nhận nhất về cái âm ly này. Cái thứ hai nữa là về cái ngõ kết nối. Thì ngõ kết nối thì Denon vẫn luôn, mình cảm thấy là Denon được hỗ trợ rất là nhiều tính năng stream nhạc đồ mọi thứ và các kênh được kết nối nhiều hơn so với lại Atom đó. Nhưng mà mức giá thì lại rất là rẻ đó. Và ở thị trường Việt Nam thì Denon vẫn là một cái thương hiệu rất là lớn ở Việt Nam và rất là được nhiều gia đình Việt chúng ta sử dụng rất là nhiều. Những phòng phim hiện tại vẫn đang sử dụng Denon khá là nhiều. Nhưng mà Atom thì sao? Atom brand, nếu mà nói về mặt brand thì brand có thể là nó sẽ to hơn, nhưng mà ở một nước nào đó, chứ nó sẽ không to bằng ở Việt Nam. Về nếu mà nói về khối lượng bán ở thị trường Việt Nam thì Denon bán rất là nhiều, bán gấp mấy lần so với bao nhiêu lần, gấp 10 lần so với là Atom luôn. Nhưng ở một mặt nào đó thì cái Atom ở thương hiệu ở nước ngoài thì Atom có một phần nổi trội hơn và được lựa chọn sử dụng cũng khá là nhiều. Thì cái vấn đề này thì các bạn có thể truy cập vào những cái kênh YouTube hay là những cái trang của web nước ngoài, những cái diễn đàn, thì mọi người sẽ thấy được, các bạn sẽ thấy được cái những sự trao đổi của dân chơi ở trên đó. Họ có trao đổi về so sánh giữa các thiết bị đấy. Thì đó, thì cái mà các bạn thấy đầu tiên không, đó như là mình nói chính là Atmos. Nó chúng ta xài Atom với trả một cái giá tiền như vậy mà phải tốn thêm một ông bao. Còn đối với Denon thì chúng ta chỉ một khối lượng tiền như đó thôi, giá mềm hơn nhưng lại chơi được tất cả đầy đủ những tính năng mà con này có thể cho được và có sự ổn định cao hơn so với là Atom. Đây, mình làm cái video này thì mình sẽ không có phải là để review mà mình dìm hàng Atom xuống. Thật ra bên mình vẫn bán Atom nhưng mà mình muốn làm một cái video nó thật sự được chính xác cho tất cả các bạn. Khi chúng ta mua thì chúng ta phải xác định là chúng ta đang cần cái gì và nhu cầu như thế nào, và chúng ta đang quan tâm vào cái ưu điểm nào nhất, thì chúng ta có thể chọn một sản phẩm mà chúng ta thích và vừa ý nhất chúng ta có thể. Rồi, một cái nữa, các bạn nhìn về cái giao diện đó, các bạn thấy thì cái Denon và cái Atom các bạn thấy như thế nào? Thì ở cái Denon thì các bạn thấy khá là nhiều tính năng,
Đó, có hai cụm volume đấy, chọn sụt và một cái volume và một số tính năng chỉnh bằng cơ đó ở trên đây, và một đèn led hiển thị đó. Và cái nhưng mà cái nhìn đầu tiên các bạn nhìn so sánh với Atom thì sao? Atom thì họ thiết kế đơn giản hơn, và mọi cái mặt tiền các bạn nhìn theo cái góc nhìn cá nhân của Vũ thì Vũ thấy Atom có phần thiết kế đẹp hơn rất là nhiều, nhìn nó rất là đẳng cấp. Và tại vì sao? Thứ nhất là phần trước nè được làm bằng gương nè đó, cái logo nhìn, tại vì có thể là mọi người sẽ có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng mà đối với Vũ thì Vũ thích là vì càng thiết kế càng đơn giản với nhiều thì nó sẽ càng đẳng cấp với nhiều, nhìn nó vẫn sang hơn với nhiều. Chứ còn nhiều nút nhiều màu quá thì đối với Vũ thì Vũ cảm thấy nó không được sang cho lắm, nó hơi màu á. Đó các bạn thấy Atom, các bạn thấy không, về thiết kế cái nút volume là có một, chỉ có đúng 5 cái nút, 6 cái nút nút nguồn nè, và những cái nút thao tác control thứ hai, và một cái nút chính chính là cái volume control, các bạn vừa tăng volume được nữa. Đấy, chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản. Và nhìn mặt tiền các bạn thấy nhìn nó rất là sang, nó to, nó bự, màu đen hết. Đấy. Rồi, các bạn thấy về thiết kế đúng không? Một cái điểm nữa mà khi các bạn sử dụng Atom và Denon, các bạn trải nghiệm Denon á, mọi thao tác của chúng ta rất là đơn giản, rất là dễ. Thao tác dễ cho những người kỹ thuật setup. Nhưng mà đối với các bạn Atom này nè, thì các bạn này thì rất là khó sử dụng. Mình phải nói một điều là cực kỳ khó sử dụng. Khó sử dụng ở chỗ nào? Khó sử dụng là các nhà kỹ sư của cái hãng này nè các bạn. Ở Việt Nam mình nói ta gọi là cái kiểu như là cục bộ các bạn, nó không tiếp nhận, không chịu hấp thu ý kiến của cái người tiêu dùng, và họ luôn giữ cứng cái quan điểm của họ. Nhưng cái đó họ cũng một phần đúng, thì mình tại sao Vũ lại nói đúng thì chút nữa mà các bạn sẽ chờ cái vụ phân tích cho Vũ ha. Rồi, cái Atom này nè, các bạn chỉnh á, giữa cái đời nông á, người ta hiển thị nguyên một cái bảng lên điều khiển, thao tác rất là dễ. Nhưng cái bảng Atom này nè, ngày trước á các bạn ha, là nó vẫn sử dụng được, là phiên bản trước, là nó vẫn sử dụng được, là chúng ta có thể cân chỉnh giống như đời nông ở trên cái màn hình lớn. Nhưng mà cái phiên bản mới nhất bây giờ thì lại bỏ đi cái phần cân chỉnh đó. Mọi cái cân chỉnh các bạn á, là các bạn đều phải chỉnh trên cái màn hình hiển thị nhỏ ở trên cái con Atom này. Đều chỉnh nhỏ trên thế này thôi, và chúng ta không có thể nhìn màn hình lớn được. Mà trong khi đó là hãng khi mà bán ra thì cái con Atom này lại có remote thao tác cài đặt. Các bạn thấy rất là vô lý đúng không ạ? Ở đây mình sẽ review rất là chỉnh chu cho các bạn hiểu. Đó. Nếu chúng ta ngồi khoảng cách 2m, 3m thì chúng ta cái remote hầu như là vô tác dụng để cho setup cái con Atom này. Chúng ta phải ngồi là gần như thế này nè. Đó, rồi sau đó chúng ta phải cân chỉnh, rồi nhìn nó để chúng ta cân chỉnh. Đó, thì nó rất là cực. Đó, các bạn thấy không? Đó là một sự khác biệt, đó là cái trải nghiệm người dùng đã cho người ta cân chỉnh, nhưng mà hãng này lại cho màn hình nhỏ xíu thế này thôi, không hiển thị trên TV thì làm sao mà cân chỉnh. Trong khi Denon họ rất làm tốt, họ đang làm tốt rồi đó, là họ đang tập trung vào trải nghiệm người dùng rất là dễ. Đó, thì ai cũng có thể setup được. Đó, và ngoài ra là những các mà tính năng hỗ trợ như về hình ảnh đi, với cái mức mà 50 triệu như thế này mà chỉ có được 4K 60 frame thôi. Đấy. Nhưng đối với lại Denon chỉ có 30 triệu thôi, con Denon X4700H mà đã hỗ trợ được là 4K 120 frame và 8K 30 frame rồi các bạn. Các bạn thấy cái khả năng có thể trình chiếu các bạn thấy nó tốt hơn không? Tức là con này các bạn đâu xài được 8K đâu. Đấy. Dù biết là hiện nay là công nghệ 8K đã đang bắt đầu phát triển trên TV rồi, nhưng rất là ít người dùng mà mua 8K, tại vì ra mua có thể là mua cho thử thôi, chứ còn mà trải nghiệm 8K thì về cái nguồn nhạc, nguồn phim, nguồn hình ảnh á, hiện tại là chưa có ở trên thị trường. Nó có những file demo thôi, chúng ta cũng chưa có phim 4K. Hiện tại đến thị trường hiện nay thì cái phim 4K vẫn chưa có là lắp đầy. Theo mình nghĩ nha, khoảng tầm 5 năm nữa thì cái 4K nó mới được phổ biến hơn, nó được trải nghiệm được, như là TV nào cũng 4K, ai rồi cũng coi 4K, ai rồi cũng sản xuất 4K thì nó phổ thông, chúng ta trải nghiệm 4K nhiều. Đó, nhưng mà giờ mà đã ra 8K rồi, nhưng mà thật ra cái nhà sản xuất phim, nhà sản xuất âm nhạc còn người ta vẫn chưa phát triển ra. Có thể chi phí cao. Đó, nhưng thật ra chúng ta có thì vẫn ok thôi. Sau này chúng ta đỡ phải mua. Nhưng mà còn nếu mà mua rồi thì thật ra chúng ta cũng chưa coi được 8K. Đó, thì khi mà khách hàng mà chúng ta mua thiết bị thì chúng ta phải nắm được một số vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa thiết bị nó phù hợp. Đây,
Đó, như vậy mình nói về hình ảnh đi ha, là Vũ đã chia sẻ cho các bạn thấy là hai con Omly có sự khác biệt về giá, tính năng. Ông này rẻ hơn và rất là nhiều công cụ để chơi, nhưng anh này thì đơn giản lắm, không chơi gì được hết cả, ít đó, và thiết kế nhìn nó đẳng cấp, nhìn nó sang hơn, brand ở nước ngoài cũng được nhiều biết hơn. Và anh này thì hiện tại Vũ đọc trên những cái cộng đồng mạng ở nước ngoài thì nói cái bạn này thì thường hay có sổ một số cái lỗi vặt đó, cái lỗi vặt đó mà, thì cái lỗi đó nó sẽ liên quan đến cái firmware thôi chứ không phải là phần cứng. Nó liên quan đến firmware thì hãng nó đang fix dần dần đấy. Còn đời ông thì khá là ổn định trong quá trình sử dụng dài đó. Đó là cái mà Vũ chia sẻ. Còn một cái nữa mà mình muốn nhấn mạnh cho mọi người, tức là cái trải nghiệm về chất lượng về âm thanh. Thì nói chung là nôm na cái đó là những cái tính năng mà mình dùng thôi. Thế còn bây giờ nói về chất lượng âm thanh thì sao? Thì về chất lượng âm thanh á, khác nhau, đúng. Chất lượng âm thanh Atom sẽ cho mọi người một chất âm khác là thật. Vì cái như cái mà nãy Vũ đã chia sẻ với mọi người đó, là cái đoạn video cuối mình sẽ chia sẻ như thế nào. Thì đối với Atom á, thì những cái kỹ sư của họ, họ không có dành thời gian tập trung nhìn nhận những sự góp ý của từ khách hàng để họ fix sản phẩm họ tối ưu hơn, mà họ, những cái kỹ sư của họ, họ chỉ có tập trung vào cái chất lượng thôi. Họ muốn làm một cái sản phẩm gì đó mà những kỹ sư đó nói chung là họ hơi trong một cái góc hơi nhỏ nhỏ, họ tập trung làm và họ chỉ xác định cái âm ly này họ sẽ tập trung vào làm cái âm thanh nó sẽ phải hay nhất và nó thật nhất. Họ chỉ tập trung vào cái độ thật thôi đó, chứ còn cái tính năng kia họ bỏ hết trơn mọi người. Nhưng các bạn hãng Denon thì họ lại nhạy hơn, nên họ chiếm được lòng của người khách hàng nhiều hơn, dễ dùng, tính năng, rồi thao tác, những cái hỗ trợ ngoại vi được nhiều hơn so với anh này rất nhiều, anh Atom rất là nhiều. Nhưng mà đối với một số khách hàng thì một phần ít là họ sẽ tập trung vào cái việc là chất lượng âm thanh. Thì chất lượng âm thanh thì Vũ sẽ đánh giá là Atom ăn đứt con Denon. Tại vì sao? Vì Atom á, khi mà các bạn lên trải nghiệm thực tế á, các bạn sẽ cho các bạn nghe từ cái Denon trước, sau đó các bạn sẽ nghe tới Atom, thì các bạn sẽ thấy Atom có một cái hình âm rất là thật. Khi mà chúng ta nhìn trên cái màn hình trên máy chiếu thì cái chất lượng âm thanh của Atom nó sẽ không có là hầm cái tiếng pad ra cho đến mọi thứ, nó không có bị rền, không có bị rung, mà nó tập trung vào cái độ thật của nhân vật. Ví dụ như là cái đoạn mà những cái cổ họng những nhân vật mà đứng ở vị trí, một vị trí đó, và chúng ta cảm nhận được là trước cái hình ảnh đó và cái cổ ngân của nhân vật trong cái bộ phim, các bạn cảm thấy là đúng cái vị trí và đúng hướng, và đúng hình âm hơn. Giống như chúng ta đang nói chuyện trước mặt nhau á, chúng ta không nhắm mắt lại, chúng ta nghe là chúng ta nghe thôi, chúng ta biết người đó đang đứng ở góc này hay đứng ở góc này. Nó sẽ có sự chính xác hơn so với đời nông. Nhưng đời nông thì sao? Đời nông nó cũng có một điểm, nói chung là tùy theo cái gu nghe và cách nghe của mọi người thôi. Đời nông á thì cho một chất âm xem phim rất là bạo nha các bạn, nhất là phần bass, phần sub. Họ cho rất là bạo, nghe rất hầm đầy và rất là bạo lực, rất là mạnh mẽ. Nhưng bù lại đó thì cái độ chi tiết thì nó lại sẽ thua Atom. Cái độ chi tiết là độ thật các bạn ha, cái độ sạch sẽ, độ trong trẻo, độ gọn gàng thì nó sẽ thua Atom về cái âm thanh. Và thứ hai nữa là về cái công suất. Cái công suất mình nghĩ là cái Atom họ bỏ cái Atmos ra, mình nghĩ là nó cũng sẽ có một phần gì đó. Thì đương nhiên khi mà chúng ta một cái âm ly như thế này mà chúng ta chia quá nhiều kênh thì nó sẽ giảm, nó sẽ cắt nhỏ đi những cái phần chất lượng công suất xuống. Thì đương nhiên chúng ta sẽ nghe không có đầy. Với một cái loa mà chúng ta gắn Atom vào, dù là cái nhỏ nó ít, đúng là hỗ trợ nó ít thiệt, nhưng mà cái chất lượng âm thanh các bạn nghe rất là mạnh, rất là khỏe, nên các bạn cảm thấy âm thanh rất là thoải mái và thoát ra cái một bộ phim. Những cái độ chi tiết như cả Atmos rồi nè, các bạn nghe rất là đầy đặn và nghe rất hay. Thật sự là mình nói là mình đánh giá vì mình đã trải nghiệm. Thật ra cái Atom này mình đỡ đây khoảng là 3 tuần lễ mình đã coi khá nhiều bộ phim và mình mới đưa ra một video clip mà mình đánh giá vậy. Và mình cũng đã từng xem những sản phẩm này ở nước ngoài, review những kênh YouTube ở nước ngoài mình đã xem hết rồi, họ trả lời bình luận như thế nào, họ góp ý như nào, và thậm chí mình có hỏi trên group ở trên Facebook, mình cũng có tham gia vào, dù là tiếng Anh nhưng mà mình sẽ dịch ra để mà mình hiểu cái sản phẩm hơn trước khi mà mình giới thiệu cho khách hàng đó. Thì ok, thì hôm nay chắc là mình đã có một video mà chia sẻ cho mọi người được khá đầy đủ của sản phẩm này rồi đó. Nếu mà khách hàng nào chúng ta muốn là đầy đủ tính năng, đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều tính năng và có thể chơi hài hòa được mọi thứ, thì chúng ta nên chọn Denon đó.
Còn nếu với những khách hàng nào cần cái sự tinh tế, sự chất lượng cao của chất lượng âm thanh, của cái bộ phim thật nhất, trong trẻo nhất và tinh tế nhất, chi tiết nhất, thì chúng ta sẽ chọn Atom. Thì thật ra nói về phim thì thật ra khách hàng cũng mấy khi mà chúng ta sẽ tự setup đâu. Đa phần là cũng phải tự kỹ thuật nè, họ phải setup rồi làm sẵn hết thì khách hàng chỉ có bấm play và xem thôi, chứ thật ra ít khi khách hàng về phim thì khách hàng nào mà setup lắm. Đó, nên nhưng mà nói về kỹ thuật thì ông này hơi làm bất tiện cho các anh em kỹ thuật tí xíu. Và một cái nữa đó chính là những cái công nghệ tool. Các bạn, cái công nghệ tool của Denon á, các bạn thấy đơn giản một phần nhựa thôi, nhưng mà bởi vì lý do là Atom họ tập trung vào cái việc là chất lượng âm thanh. Khi mà mọi người mua một cái âm ly Atom, nó cho các bạn một cái cây RTA và những thiết bị tool, và tool hệ thống là sẽ tool bằng phần mềm nha các bạn, chứ không phải là tool auto mà sẽ là tool bằng phần mềm. Chúng ta sẽ thấy tất cả những cái giải EQ, cái loa nào bị rớt bao nhiêu ký, loa nào bị rớt, nói chung là chuyên nghiệp. Đây, Vũ nói các bạn có thể tìm kiếm về cái phần mềm tool của cái hệ thống Atom này, nên họ tập trung vào kỹ thuật và chất lượng thanh nhiều đó. Nên mình nghĩ là như vậy, giá nó hơi đắt như vậy đó. Ok, như vậy là cảm ơn mọi người đã xem cái buổi chia sẻ này. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người xem một bộ phim nhỏ nhỏ nào đó để cho mọi người trải nghiệm cái âm ly Atom này thế nào. Mình cũng chưa có quay cái review giới thiệu sản phẩm này cho mọi người, nhưng mà mình sẽ quay sản phẩm so sánh trước, tại vì mình trải nghiệm, mình cảm thấy như vậy thì mình phân tích cho mọi người như vậy thôi. Các bạn thấy những cái video này hay, hữu ích cho các bạn chọn lựa sản phẩm, thông tin, thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Mình sẽ làm nhiều cái video hay hơn cho tất cả các bạn cùng xem. Xin chào, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. No! What are you doing? What Raven would have. Scott, get me to Jim!